chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tung hết toàn bộ lực lượng để đi đánh bắt nha các bạn. Sẽ đánh bắt cái con sông này là không còn một cái con nào còn sống sót hết. Cá, tôm, tép, bò, tép guốc gì bắt không còn một con nào hết. Bữa nay lực lượng mình rất là hùng hậu nha. Ở dưới kia là em trai mình, Xin. Còn đây nè, nhóc nhỏ. Đó, thấy không? Còn trên đây là có hai bà xã của hai thằng. Đó. Bữa nay là sẽ đánh cái con sông này nha các bạn. Bắt hết toàn bộ, không còn trừ con cá nào hết. Rồi các bạn hãy chờ đón xem nha. Đây các bạn, đây là cây quào lịch nha các bạn. Thấy không? Đây là có cái móc đây nè. Mình quào cái là nó kẹt vô trong cái khoang này. Đó. Thấy không các bạn? Để mình gửi cho các bạn coi. Coi chừng xuống sông nữa đó nghe các bạn. Thấy không? Đây con lịch đầu tiên. Rồi thả ra nha. Cái này vô bội thu các đây. Ngon lành rồi đó. Này nha. Rồi tiếp tục để đi, để yên luôn đi. Nó thấy nó dội à. Kéo lên nè. Mấy lần giỡn nó thấy nó dội á. Giỡn nó chạy đó. Mấy lần giỡn nè hả? Mấy lần giỡn sao mà bằng mình được. Nói xe là mấy lần giỡn. Cá không mà không có tôm. Cá gì? Cá bóng. Đầu kiếm. Hồi nãy do trục chặt thiết bị máy quay á các bạn, thành ra dính tôm này không có quay cho các bạn coi. Đã không? Tôm bự chà bá luôn. Đó về là nướng là hết sảy luôn đó các bạn. Tôm đồng, tôm thiên nhiên luôn đó. Ủa sao hồi nãy mình không lấy cái cào hến theo á à? Hả? Sao hồi nãy mình lấy cái đồ mình cào hến à? Có hến à? Kìa đó, con đó đó, tép đó. Đó. Lớp chè cá, lớp chè tôm, lớp cào lịch, rồi muốn cào hến nữa. Muốn ăn cho tiệc chủng thiên nhiên luôn mà. Bữa nay là kéo nguyên đại đội là đi tiêu diệt mà. Có con hến kìa, chạy cào có con hến bự kìa. Đâu? Đó, con cái vỏ hến bự đó. Bà này không biết, tao quay chút xíu rồi thấy, còn hết xong mà tao quay chỗ khác, quay cổng thôi đồ. Quay vòng vòng mấy người lính rồi cho người ta khán giả rồi tao coi. Em không biết đi xuồng nhiều, anh kêu em quay vòng vòng hồi em lọt xuống xuồng này luôn. Mấy con cá này nhiều quá à. Ông cá con này nhiều quá à, Xin. Ừ. Ông cá đó làm khô ăn ngon đó. Tôi kêu cũng bén. Vào đây ngồi cá nó đi đó. Chút đây, mình đi về nó vào. Rồi mình đi chà trước. Lúc lớn vô giờ chạy mới mình giờ mình đi bây giờ mình ra gà cái nước vừa đứng rồi giải anh đừng dùng chua ta nha giải 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 xong xong tiếp ngoài tiếp ngoài chỗ nào cá hộp thì giải xào đó. Nguyên đội lính đi luôn đó. Trời ơi. Nguyên lỡ tay quay. Chửi xong chửi cho đã luôn nè. Mẹ cái này nè. Ở bên đây nè, mình nè. Cộng
này là giờ xào ngon lắm nè. Hết sảy. Đó, chuẩn bị thu một con cá lớn nha các bạn. Chuẩn bị bội thu một con cá lớn. Cái này có cái bập dừa này nó có cá bóng dừa không mấy anh? Không có một con gì trơn luôn. Ai làm như nó cứ cắn hột dưa thôi. Dẫn nó theo rồi cho nó cắn hột dưa mà. Thấy kiểu này có ăn hơn. Nước này muốn lớn rồi nè. Bữa nay nước ương hả? Sao mới rộng có bao lâu đâu lớn trời. Ồ, dính cá gì nè? Đó là cá gì? Cá he hả? Không biết hả? Có rô phi. Nè, có phèn. Cá này kia bằng cá phèn. Cá này kêu bằng cá phèn nha các bạn. Con cá phèn đuôi màu vàng đẹp ha. Cá rô phi. Đây là em cá rô phi. Đây là cái này là thuốc ba lá xanh. Sao không có hiểu cái thuốc ba lá xanh. Sao không có con tép nào hết trơn ha. Rồi, tiếp tục. Đâu anh bơi ra xích giữa cái anh chạy thử nè. Đủ loại hết giờ đi mỏ. Mò tuốt thằng kia rồi. Trời có tiền mua cánh quạt gắn cái xuồng chạy kìa. Phải có cũng đỡ. Gắn cánh quạt vô đó cái quay chạy bay chạy. Ồ mà cá nó chạy ào ào chạy không dính luôn các bạn ơi. Tức chết thì thôi. Thôi bình. Rồi kéo cái chài này lên là dính vài con tôm lóng nè.
chung lắm nè. Ủa sao người sư ông vậy? Ôi, dính một chài luôn các bạn ơi. Chài lá luôn. Chài lá luôn, chài lá cây luôn. Dính được em cá gì trên này. Sắc thù quá. Có dính lá cây không à? Kéo con mớ. Ở đâu? Cái chỗ bằng kia. Mò ống. Tại ống xiên chứ mò nhóc á. Đâu ra luôn. Lên đó. Xuống nước thì không làm được lên. Đây, cá đói, cá đói, cá đói. Giải vô chà luôn anh Năm. Lặn luôn nha, nó chà không đó. Leo cũng mất cái gì anh nhảy lùng xuống sông quay rồi đó rồi rồi nhảy. Chạy giờ không có cho bạn ơi. Nhảy xong cái cho nó mát ơi, cho tức, nó hên rồi không? Tức quá nhảy xong cái. Quá gì tức rồi. Con gì giật dữ lắm lên nha. Vô con cá sấu cái nó chắc. Dữ luôn à. Trời ơi. Con cát. Từ mấy con cát rồi các bạn ơi. Sắc thù quá. Đây nè. Cá này kho tiêu chiên tươi gì cũng hết sảy luôn các bạn. Rau cải nha. Chiên tươi mà còn thêm cái rau cải. Kéo mau ăn hơn. Rồi, kéo. Kéo ra, kéo vô. Kéo ra ngoài kia đi, ra ngoài tới chỗ đó rồi, cái ngoài là tới cái bãi đó. Thu quá bé lục bình về đang ăn. Không có cá ăn lục bình đỡ. Mua cá ăn lục bình đỡ nữa. Cái ngó của nó này là cái ngó các bạn về xào tép á nghe không sao. Ăn rồi thuê luôn á nè. Nghe Năm ơi.
Dạ, đẩy được anh Năm. Con dưới xuồng nè. Dạ. Dạ. Chút xíu về. Ở Năm đang đâu? Dạ. Nằm đó chút xíu đi, chút xíu về, gần sau ngoài nước lớn rồi. Dạ. Món tẩm hộp nướng. Món tẩm hộp nướng hả các bạn? Không. Vô sâu vô phải không? Vô trong đi. Vô bờ đi. Mà sao giống như vợ đậu ở cái quần này của ai nữa. Thôi đắng rồi, cho liều miệng đây là đậu. Chắc đem theo 4 lon bia này nhậu chai quá. Nhậu đập. Nhậu chai không có mồi. Vô rồi, cá bóng bự nhóc trên kìa. Để ăn hình nãy. Không chân quá. Mỗi thu. Vô rồi các bạn ơi. Cá gì lo nhoi nhỏ nhỏ không à. Không có cá to. Trời ơi, có ông hai bông anh lau kiến trong này. Biết ai mượn không chứ ta. Nhà nghèo chết mồ luôn, có cái gỗ kiến làm đâu vô lao. Nè. Mới xanh mới đẻ hả? Tép, cá bóng trứng. Cá đầu cầu. Cá đầu cầu là cái gì anh? Cá đầu cầu á, nó đen đen vậy đó. Hai người ta nói chuyện. Trời ơi, có điều kiến con mà lớn. Đâu mà lẫn sẵn không thấy bự thì sao mà ăn được. Vậy đó con cá qua rồi kìa. Tay. Bữa nay không mấy gì ổn. Thời tiết không thuận lợi. Mai mốt mình sắm cái chài bự mình dăng từ đây qua bên kia xong luôn các bạn. Giờ này mình đi ra ngoài kia nước lớn rồi. Lớn hả? Chảy vô đi. Dạ. Nước chảy vô rồi đó. Còn con cá kìa anh. Thấy không? Này phải không? Ừ. Đi rồi. Qua chảy vô được rồi đó. Nước chảy vô nhiều rồi. Đóng cơ rồi về mất tiêu cái mực rồi ở dưới sông luôn, đâu dám lên bờ đâu, mất tiêu cái mực. Già dưới kia già nước xuôi vậy luôn. Ở đâu kiếm tôm bảy? Ừ, dài đó, làm dài vậy. Ừ, bảy tôm với tép. Ốp cái đống trà đó là kiếm vài con tôm ăn. Con tôm này đạp lũi rồi nè. Rồi lũi vô đống trà luôn kìa. Quất. Thở hơn chó. Ủa
tắm mình lội luôn. Thôi để lên chuồng đi cho nó. Cho nó chắc. Lưu cho nó dễ. Lên tim luôn trời. Đâu? Được. Được. Dạ, trái đó dạ. Rất là phước. Khúc này là nhà mấy ông Bạch Dấn rồi phải không ạ? Còn luôn tép bạc đó anh thấy không? Lú đuôi ra đó. Ở trên đó kìa. Ừ. Ủa, bác dọp phải cần dao à? Mình không biết nhìn ha, thì mình lấy dao mình chặt á. Tàn xác. Này ha Nhật. Ừ, cái ngó đó đó. Ba sức tàn. Mát. Thôi muốn cá ăn dao đâu. Trời ơi, trời văng nước mặt tôi. Đây nè, cái này quá trời bự luôn nè, đúng không? Cái này về đó mình bọt cái lấy đó phải không? Ủa sao ông lấy cái cọng ở cha anh? Nói tiếng gì nó hoàn cho cái ạch. Đi tiểu đi. Mẹ. Mẹ
lại đi, cái nào đen mình về mình bỏ. Cho ông Quy nó lên màn hình luôn, đang nè, đang tự nhiên đang đứng vậy không dạch cu ra đá. Ủa cái cây của tôi đó lại. Đưa cho mày đây, cho mày đập tô cái. Sau một hồi chiến đấu lận hợp dưới sông đó các bạn, kết quả được bao nhiêu đây? Đó, được mấy em, được em cá bông cát là cũng hơi to, với lại thêm mấy em tôm lóng nhỏ 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 nè nghe các bạn. Rồi mấy cái món này, mấy con này là chút xíu là mình kho tiêu với lại nấu canh chua các bạn. Rồi chút xíu mà các bạn ăn cơm chung cùng với mình nha. Cái này kêu bằng mấy cái ngó lục bình nha các bạn. Chút xíu mình nấu canh chua. Cái này là nó ngon hơn cái đọt của lục bình nữa. Mà Dạ Nguyễn hay nấu canh chua đó. Cái này ngon hơn cái đó rất nhiều. Ăn rất là giòn và thơm đó các bạn. Chút xíu rồi mình sẽ thưởng thức cái món canh chua ngó lục bình. Rồi bây giờ là canh cũng đã xong rồi các bạn. Canh chua ngó mà lục bình. Còn này là cá hồi nãy mình chài nè. Kho tiêu. Còn này là tép ha. Tép với lại mấy con tôm lóng mình luộc. Đó, thấy không? Cho cháo quy. Đó, các bạn thấy không? Hấp dẫn không? Đây con đó nè các bạn. Đây, con cá lóc này là cá lóc ở nhà đó các bạn. Không phải đi chài dính. Đây nè, có cặp trứng bự ngon quá các bạn. Đó, các bạn thấy ngon không? Rồi. Hai anh em làm 4 lon. Bước ngang rồi đó. Có 4 lon Sài Gòn. Hai anh em làm lai gai chơi. Rồi thôi mà mời các bạn nha. Ăn thử cộng này các bạn. Mời các bạn nha. Giòn ngon các bạn ơi. Giòn ngon. Giòn hả? Mời bạn nha. Mời bạn ăn cơm nha. Quay phim sao ăn được. Ăn thử cầm luôn rồi chứ. Nói như bắt nằm quay phim kìa. Để đi. Quay phim được lên mạng không chịu. Nè cá này ngon nè Quy. Ăn gói mà con nè. Trời ơi. Ngon về làm thêm bụng nữa. Ừ. Sống hết rồi khỏi về. Cá bò khô mà mấy ngon à. Cá này ngon các bạn. Giòn. Ngon không? Cá bò khô ngon xin. Ngon. Bữa nào qua có ăn nữa. Em cũng ăn vậy đó. Em có bò khô là em ăn vậy không? Ừ, khô ngọt ngọt. Có miếng dầu. Con không có đâu có riêng các bạn. Cái không ai đụng hết. Con không có đường vậy. Ngâm ngâm có mài chát này. Rồi, mời các bạn nha. Vô cái các bạn. Vô. Chế ở nhà mình nên là có khi nào chỉ nấu cơm buổi sáng không? Chiều ha. Từ khi chế đạo quá. Nấu cả hai chén đầy.
Rồi chưa lại sao? Mấy trái cồn. Xong hết trơn các bạn ơi. Sạch sẽ, không còn gì hết trơn. Đó, canh cũng muốn hết luôn. Rồi cơm thì cũng không còn gì hết trơn. Tôm cũng hết luôn. Rồi thôi, chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Nếu thấy hay thì cho xin like các bạn. Đăng ký và chia sẻ với mọi người nha. Bye bye.